Chào mừng bạn đã quay trở lại với bài học số 11. Trong bài video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái phần bố cục của trang chủ. Bố cục của trang chủ là gì? Có nghĩa là khi mình click vào cái trang chủ ấy thì nó sẽ bay ra trang chủ. Còn khi mình vào thẳng website ấy, thì nó vẫn bay thẳng vào cái trang chủ đó. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn như sau. Thứ nhất, các bạn vào xem trước cái trang web này. Thứ nhất ở đây là như này, khi mình click vào trang chủ, click vào đây. Đấy, khi mình click vào đây thì nó ra như này. Thì nó ra cái trang mà mình vừa thiết kế, các bạn thấy này. Khi click vào trang chủ thì như này. Nhưng mà khi mà ở chỗ này này, các bạn thấy này, chỗ này có dạng copy.con, sau đó gạch trang chủ. Đấy, thì như này thì khi người ta xóa cái trang chủ này chẳng hạn, các bạn xóa cái trang chủ này, sau đó các bạn enter. Đấy, thì khi mà các bạn xóa trang chủ, cái từ trang chủ đấy thì enter thì nó ra như này. Thì nó ra các bài viết đúng không ạ? Tự nhiên nó lại bay từ đây, sau đó ra cái các bài viết. Thì như thế là nó không chuyên nghiệp các bạn. Thì khi mà các bạn muốn qua lại, có nhiều người thì click vào cái logo. Nhiều người click vào logo người ta qua lại. Nhưng mà khi click logo thì nó vẫn như này. Đấy thì nó chưa chuyển đổi, thì đó chính là cái bố cục của trang chủ đấy. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh sửa như sau. Đấy. À, có nghe như này nhá. Một lần này. Sorry các bạn này, có như này. Mình muốn cái trang này là cái trang chủ của nó. Khi người ta click vào đây thì nó vẫn ra trang này. Đấy. Khi không cần cái này thì nó ra cái này. Ý là như thế đúng không? Thì các bạn vào đây. Bước thứ nhất các bạn vào đây. Các bạn vào, cứ vào trang chủ hoặc là cứ vào đây này, các bạn click vào chỗ này, có cái chỗ dạng copy này, các bạn vào dashboard, click vào dashboard, sau đó các bạn xuống dưới này có cái chỗ cài đặt, sau đó các bạn vào đọc, click vào đọc chỗ này này, bố cục trang chủ các bạn. Thì chỗ này thì nó bảo là bài viết mới, còn chỗ này có tích vào đây. Có nghĩa khi cái này tích vào đây ấy, thì các bạn vào cái trang chủ, cái trang này thì nó sẽ ra những cái bài viết mới nhất vào đây, bởi vì là nó đã tích vào đây rồi. Thì làm thế nào để nó chuyển ra cái trang chủ này đúng không? Thì bây giờ các bạn vào đây này, các bạn vào chỗ này, các bạn tích vào cái này, một trang tĩnh này, sau đó các bạn chỗ trang chủ này các bạn click vào đây. Sau đó các bạn chọn đúng cái trang chủ của nó. Đây là nó sẽ chỉ ra tất cả những cái bài viết, những cái bài nó tất cả những cái trang mình đã tạo nha các bạn nhé. Thì các bạn nhớ là chọn đúng cái trang chủ của nó. Đây, chỗ này mình đặt tên là trang chủ đây này. Đấy, các bạn click vào đây. Đấy. Còn cái bài cái dưới này các bạn để nguyên nhé. Ok rồi. Sau khi ok thì các bạn lưu. Này, lưu này. Khi các bạn lưu xong các bạn kiểm tra này. Đấy, thì cái trang này thì nó sẽ có như này, dạng copy.com sau đó gạch có trang chủ thì nó mới ra cái này. Đấy, nhưng bây giờ mình không lấy cái trang chủ này nữa. Thế để mình thử. Đấy, bây giờ các bạn để mình sẽ các bạn sẽ mở cái tab mới thử này. Mình sẽ mở cái tab mới tinh luôn. Đấy, cho cái tab mới bên này nhé. Sau đó mình sẽ viết dàn chấm con này, enter này. Đấy, khi mà các bạn thấy không ạ, bây giờ là không cần cái link kia nữa, bây giờ không cần cái link mà không cần cái link có dấu gạch đây, sau đó trang chủ nữa. Đấy, không cần cái này nữa, mà bây giờ nó chuyển về cái này. Kể cả khi mà có cái link này nhé, các bạn enter nhé, kể cả khi mà có cái link này thì nó tự động cũng quay về cái domain luôn. Đấy, như thế thì khi mà người ta, ví dụ người ta vào đâu đó, ví dụ người ta vào chỗ bài viết này này, sau đó người ta muốn qua lại trang chủ. Đấy, người ta qua lại trang chủ thì người ta, nhiều người ấy, thì người ta thích vào click vào cái logo. Đấy, thì người ta qua lại cái trang chủ. Đấy, còn nhiều người ấy thì người ta click vào cái trang chủ thì nó bay về trang chủ. Đấy. Thì bây giờ là mình đã hướng dẫn các bạn đưa cái trang chủ về 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 cái trang bố cục của trang chủ rồi. Thì mình sẽ gặp các bạn trong bài học thuộc số 12 nhé. Xin chào các bạn.